Hiện tại thì tôi chưa được biết tên cặp nhảy, nhưng mà tôi vẫn nhận ra cặp nhảy đứng số 1 là của Việt Nam. The couple number 5, Konstantin Samaski and Isabel Tay from Singapore. Và bây giờ thì sẽ là phần thi solo Latin. Điệu samba. Cặp nhảy đầu tiên là cặp nhảy của Singapore mang số danh 05. Đây, cặp số danh 05 là cặp vô địch châu Á vừa thi cùng vừa diễn ra tại Hồng Kông. Bạn nhảy người Romania và cô gái là người Singapore. Katin, Gepinas Mikokras, and Aki Blue Jude from Lithuania. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp nhảy mang số danh 13 đến từ Lithuania. Họ cũng là chủ nhân của chiếc vô địch Standard. Ngày hôm nay thì họ tham gia cả phần thi Latin và Standard. Everyone is strong. They do the hit, begin to moan. They said, go down angel, it's there for blood. Blow out the sun, change the moon into blood. Then come back an angel and bar the door, for I declare the time will be no more. They tell me quit God when it started to rain. The women and the children begin to scream. They knocked on the windows, battered at the door, crying, oh brother, no, I want you to take on more. Theo tôi được đánh giá thì về phần âm nhạc của cặp này chưa được tốt. Samba nén hay gọi là samba bao thì chưa phải là hoàn hảo, có thể là họ mạnh về tempo hơn. From Spain. Chúng ta sẽ cùng đến với trọng tài Sơn của những người sẽ bình luận và cùng đáp lý tiếp theo một phần Nam Bình. Và Irene Marti đến từ Tây Ban Nha. Thank you. The 15, Massimiliano Monda and Andreanna Camodeca from Italy. Viên số 15, Massimiliano Monda và Andreanna Camodeca. Đầy chất địa chủ tài.
để rất nhiều khoảng nhạc trống. And 45, Nguyễn Đoàn Minh Trường, Nguyễn Trọng Nhã Huyên from Vietnam. Và đây là cặp vận động viên được kỳ vọng nhiều nhất của Việt Nam, Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nhã Huyên. Minh Trường có chuyển động ở phần thân trên rất là tốt với âm nhạc. Thank you so much for the performance. And we would like to invite all the couple number 5, 13, 14, 15, and 25 come by the floor for the group Samba. Và bây giờ là phần nhảy nhóm của điệu nhảy Samba. Theo đúng luật quốc tế, sau 1 phút nhảy solo thì tất cả các vận động viên sẽ có thêm 1 phút để nhảy nhóm. Chúng ta hãy cho những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các đôi vận động viên cùng quay trở lại sàn với phần thi nhóm vũ điệu Samba. Music play. Ở phần nhóm này các trọng tài sẽ so sánh rõ ràng hơn tất cả các vận động viên. Đây là một bài nhạc rất khó và trình độ về nhạc cảm các vận động viên sẽ được thể hiện rõ ở bài nhạc này. Thi cả 10 điệu nhảy ở giải này. And the next dance. Và số 45 cha, cha, cha. Minh Trường Nhã Uyên là cặp vận động viên duy nhất của Việt Nam được lọt vào chung kết của WDSF Open. Và lọt vào chung kết của WDSF Open là một điều rất khó khăn đối với các vận động viên châu Á. Take it.
cảm rất tốt. That's great. And the third dance for couples. The rumba. Music play. Điệu nhảy thứ ba là rumba. Ở rumba chúng ta sẽ thưởng thức về chuyển động cơ thể nhiều hơn là các bước đi. Eres la amante perfecta. Contigo puedo hablar. No me traicionas si escuchas. Sin preguntar por qué, por eso me gusta. Trên màn hình là Samaski và Isabel Tây đã từng vô địch châu Á. Được giới thiệu lại với quý vị và các bạn những đôi nhảy đang trên sàn của chúng ta tại sự kiện này. And I would like to introduce us again the couple number 5 from Singapore. 13 from Lithuania. 14 from Spain. 15 from Italy. Xin quý vị chúng ta hãy vỗ tay thật nồng nhiệt khi giới thiệu đến những cặp nhảy trên sàn của chúng ta. 25 from Chinese Taipei. And 45 from Vietnam. The next dance. Paso Doble. Điệu nhảy thứ tư là Paso Doble. Music play. Couples. And now the last dance, the jive. Music play. I got me a big old megaphone, telling the whole world again.
tại chúng ta chỉ solo một điệu nhảy duy nhất là samba. Trai tất cả sẽ nhảy nhóm luôn. Cảm ơn các vận động viên đã vừa tham gia thi đấu tại sự kiện.